thực sự đối với mình thì cà phê nó không quan trọng nữa, quan trọng là một cái không gian cảm giác được thư giãn. Thì khi mình tạo ra quán này, mình nghĩ rất là nhiều người lớn tuổi sẽ thích, nhưng mà không hiểu sao thì ở đây mấy bạn trẻ thì là thích hơn cái không gian này. Cái không gian này là của những cái thời khoảng chừng 80s 90s. Quán này là tên là Lâm Mua Đề Sài Gòn. Quán này là do một người bạn của mình ở Tây Ban Nha đặt, có nghĩa là bạn ở Tây Ban Nha đã từng về đây chơi với mình rất là thân. Thì mình muốn tạo một cái tên gì đó thật là ấn tượng. Có nghĩa là hồi xưa thì mình ở Sài Gòn làm việc, sống ở làm việc ở Sài Gòn khoảng chừng hơn 10 năm. Thì mình rất là thích Sài Gòn, nhưng mà từ khi mình lập gia đình thì mình về đây, thì để níu kéo một cái phần nào đó của Sài Gòn thì mình mới đặt tên. Tiếng Anh thì nó cũng bình thường quá, thì mình mới nói bạn Tây Ban Nha sẽ đặt một cái tên Lâm Mua Đề Sài Gòn, đó là tình yêu từ Sài Gòn. Cái này giống như không gian phòng khách của nhà em hồi xưa, nhà em anh mở xong vậy, thì đây là cái tủ ở nhà luôn á, và cái bàn này là em phải đi tìm và em mua. Đó là giống cái phòng khách nhà em hồi xưa như này đó. Còn đây là cái không gian này là nó giống như một phòng bếp, nhưng mà thật sự nó cũng là một phòng khách cho những gia đình hồi xưa. Nếu mà nhà quê thì người ta không có tiền thì cái bàn ăn của họ, bếp của họ, thật sự nó chỉ là phòng khách luôn. Cái khu bến đỗ này thực chất là khi em sưu tầm á, thì có rất là nhiều người thích em biết đồ cổ, và bắt đầu người ta đem đến, người ta muốn là để cái này là cô chú Phúc làm phòng quá thông tin quyền đó đã cho em, tặng em cái khu binh nổ, cái cối và cái đồ xay bọc. Thì chú Phúc này có tặng em những cái đồ này để là sưu tầm. Thực sự là cái đây sưu tầm đầu tiên thì anh sẽ đi tìm, có nghĩa là có cái chị sưu tầm này rất là vui. Đầu tiên anh sẽ đi tìm tất cả những chỗ bán đồ cũ, rồi khi anh mua xong rồi thì thiếu rất là nhiều, và sau đó em đặt mục tiêu là em phải mua được những cái em thích, và em xách xe và em đi vòng hết. Có nghĩa là ở thành phố không có đâu, bây giờ em đi vào những cái khu mà gọi là nhà quê ấy. Thành ra em thích cái đó thì em phải quyết mua hàng được. Thì bằng cách là mình vào mình nói chuyện, có những người người ta bán nhưng mà có những người ta không bán. Nghĩa là em thích bộ bàn, rất là thích bộ bàn, thì kể theo cô chú bán bộ bàn thì người ta không thích. Nhưng mà có những người mình thuyết phục được, có nghĩa là mình bỏ thời gian rất là nhiều để đi. Có ngày mình đi, mình cỡ cái cụ, mình với em cỡ cái cụ đi xuống Hành Thịnh á, hai anh em xuống Hành Thịnh và đi mua về đó, đầy một xe cụ bằng ghế cũ của người khác. Có nghĩa là người ta không có cái nhu cầu bán, nhưng mà mình vô mình hỏi thì nếu mà được giá thì người ta bán luôn. Phê này nếu mà đi làm mà gọi là mà không nói về kinh tế thì không phải, bởi vì làm phải có kinh tế, nhưng mà thật sự ở đây đam mê nhiều hơn kinh tế. Làm cái này giống như tạo ra một cái em làm những thứ mà em thích. Còn nếu mà những cái mình thích mà đem lại kinh tế cho mình thì quá tốt. Và thực sự ban đầu ở đây là làm bởi vì đam mê, mình thích tạo ra một cái sân chơi. Có nghĩa mình sẽ đưa vào những cái công cụ khác để người ta có thể, ví dụ như ở đây em đặt những cái bàn bi lát, đặt những cái xích đu, đặt những cái khu chụp hình. Có nghĩa là người ta sẽ ít sử dụng điện thoại hơn, để người ta làm gì, người ta tham gia những hoạt động cộng đồng như người ta chơi bi lát với nhau này. Nó có những cái game người ta có thể chơi chung với nhau. Chứ không thể nào anh yêu cầu là anh không hút thuốc, anh cái đó là mỗi người mỗi cái suy nghĩ. Thành ra mình không thể nào mà mình áp đặt cho người khác được. Thì mình rất là thích mọi người cùng ngồi nói chuyện với nhau, nhưng mà cái đó là suy nghĩ của mình thôi. Còn người khác có thể người không thích, nhưng mà khi mình đưa vào những cái thực tế là những cái gọi là những cái công cụ để người khác có thể giải trí chung với nhau, thì người ta sẽ tự bỏ điện thoại mà chơi thôi.